137 Chuyện Con Mèo Tiền thân babu Tại chỗ cho một mèo, vân vân Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư kể về một học giới liên hệ đến mẹ của Cana. Ở xá vệ, có một nữ cư sĩ được biết qua người con gái tên là Cana Mata, mẹ của Cana. Nữ cư sĩ này đã chứng quả dự lưu một thánh đệ tử. Bà gả con gái cho một người đàn ông đồng giai cấp thọ xanh tại một ngôi làng khác. Vì một vài công việc, Cana đi đến nhà mẹ. Chồng của Cana, sau một vài ngày, sai một người đưa tin rằng chàng muốn Cana hãy về. Cana nghe lời đưa tin hỏi mẹ. Thưa mẹ, con có nên đi về ngay không? Bà mẹ nói, con ở đây lâu như vậy, sao con có thể về tay không? Rồi bà mẹ bắt đầu làm bánh. Lúc bấy giờ, một tỷ kheo khất thực đi đến nhà nữ cư sĩ ấy. Bà mời vị ấy ngồi và cúng dường bánh đầy bát. Vị ấy ra đi lại nói với một người khác đến khất thực và bà mẹ cũng cúng dường người ấy như vậy. Vị ấy ra đi lại nói với một người khác nữa và bà mẹ cúng dường cho đến bốn người cùng được cúng dường như vậy. Vì vậy, bánh được làm ra đều hết sạch và Kana không thể lên đường đi về. Chồng Kana gửi người đưa tin thứ hai rồi thứ ba đến lần gửi người đưa tin thứ ba. Người chồng nhắn, nếu nàng không về, ta sẽ lấy vợ khác. Lần thứ ba, cũng vì lý do ấy, Kana không đi về được. Chồng Kana lấy một người vợ khác. Kana nghe tin ấy liền đứng khóc. Bậc đạo sư biết được nguyên do. Vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến nhà mẹ của Kana, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi mẹ của Kana, vì sao Kana này lại khóc? Khi được nghe nói lý do, bậc đạo sư an ủi mẹ của Kana, thuyết pháp thoại xong, từ chỗ đứng dậy và đi về tinh xá. Câu chuyện bốn tỷ kheo, ba lần nhận lấy bánh ở nhà mẹ Kana vô tình ngăn chặn việc Cana đi về. Được chúng tỷ kheo biết đến, một hôm, các tỷ kheo họp tại chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện. "Này các hiền giả, bốn tỷ kheo trong ba lần ăn bánh do mẹ của Cana nấu đã làm trở ngại việc Cana đi về. Do nguyên nhân ấy, người con gái bị chồng xuồng bỏ, khiến cho đại nữ cư sĩ sầu muộn. Bậc đạo sư đến và hỏi, Này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây đang bàn vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, Bậc đạo sư nói, Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay bốn tỷ kheo mới ăn tài vật của mẹ Cana, khiến bà ấy sinh sầu muộn. Thủa trước, họ cũng đã làm như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thủa xưa, khi vua Brahma Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người thợ đẽo đá. Và khi đến tuổi trưởng thành, trở thành tinh xảo trong nghề. Trong nước Kasi, tại một thị trấn có một nhà triệu phú rất giàu. Số tiền cất giữ lên đến 400 triệu đồng tiền vàng. Vợ vị triệu phú mệnh chung. Và vì quá luyến ái tài sản, nên tái sanh làm con chuột sống trên đống tài sản. Như vậy, dần dần tất cả gia đình đi đến hủy diệt. Người chồng cũng chết. Ngôi làng trở thành hoang phế và vắng người lúc ấy bồ tát đang đào và đẽo đá tại ngôi làng cũ rồi con chuột ấy đi tìm đồ ăn thấy bồ tát nhiều lần khởi lên tâm luyến ái nghĩ như sau tài sản lớn của ta vô cớ bị hủy diệt ta sẽ ăn tiêu tài sản cùng chung với người này nghĩ vậy một hôm nó ngậm trong miệng một đồng tiền vàng và đi đến bồ tát bồ tát thấy nó liền nói lên lời thân ái này bạn có gì khiến bạn đến đây với đồng tiền vàng này ông chủ tiền này để ông chủ tiêu dùng cho mình và đem thịt cho ta bồ tát chấp nhận nói tốt lắm rồi lấy đồng tiền vàng đi về nhà dùng một nửa mua thịt và đem đến cho con chuột con chuột lấy thịt đem về hang của mình và ăn thật thỏa thích từ đấy trở đi với cách thức này hàng ngày nó đem đến cho bồ tát một đồng tiền vàng và bồ tát lại cung cấp thịt cho nó một hôm con chuột bị một con mèo bắt được nó nói này bạn chớ giết ta vì sao ta nay đang đói muốn ăn thịt ta không thể không giết ngươi được trước hết hãy nói cho ta biết ngày nào bạn cũng đói hay chỉ đói hôm nay thôi ồ ngày nào ta cũng đói cả vậy nếu bạn muốn ăn thịt hàng ngày xin hãy thả ta ra con mèo nói ngươi nhớ đấy và nó thả con chuột ra từ đấy trở đi con chuột chia thành hai phần thịt một phần cho nó một phần cho con mèo một ngày kia nó bị một con mèo khác bắt nó cũng hứa tương tự và được thả ra từ đấy trở đi chúng chia thịt thành bốn phần và chúng ăn rồi một con mèo khác bắt nó nó cũng hứa tương tự và được thả ra giữ lời hứa chúng chia thịt thành năm phần và ăn con chuột vì ăn ít bị mệt mỏi và trở thành ốm yếu gầy còm bồ tát thấy con chuột như vậy bèn hỏi này bạn sao bạn ốm yếu thế khi được biết lý do bồ tát nói lâu nay sao bạn không nói với tôi ở đây tôi sẽ biết việc gì nên làm bồ tát an ủi con chuột rồi làm một cái hang bằng đá pha lê trong suốt đem đến và nói với con chuột này bạn hãy vào trong hang này mà nằm với những ai đến đấy hãy dọa nạt chúng với những lời thật là ác độc con chuột vào trong hang nằm rồi một con mèo đến và nói hãy đem thịt cho ta con chuột nói với nó ôi con mèo độc ác kia sao ta lại đem thịt cho ngươi hãy về ăn thịt các con mèo con của ngươi đi con mèo không biết con chuột nằm trong hang bằng pha lê quá tức giận liền dùng sức mạnh nhảy đến để bắt con chuột quả tim nó đập mạnh vào cái hang bằng pha lê bị vỡ khiến hai con mắt lồi ra như vậy con mèo chết và rơi xuống tại một chỗ kín cũng với cách thức ấy bốn con mèo đều chết từ đấy trở đi con chuột không còn sợ hãi nữa và hàng ngày đem cho bồ tát hai ba đồng tiền vàng như vậy dần dần nó cho bồ tát tất cả tài sản cả hai sống với nhau cho đến trọn đời với tình thân ái không chia rẽ rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình khi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ này xong với danh nghĩa bậc tránh đẳng giác ngài nói lên bài kệ tại chỗ cho một mèo mèo thứ hai hiện ra rồi mèo thứ ba bốn tất cả con mèo chết vì chạm hang gương này sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này. Ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, bốn con mèo là bốn tỷ kheo ấy. Con chuột là mẹ của Cana, và người thợ đẽo đá là ta vậy. 138. Chuyện con tắc kè. Tiền thân Goda. Kẻ ngu có ích gì? Vân, vân Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người lừa đảo. Các chi tiết câu chuyện cũng giống như tiền thân Bilara số 128. Thủa xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con tắc kẻ. Lúc bấy giờ, một vị tu khổ hạnh chứng được năm tháng chí sống trong một tròi lá tại một khu rừng gần một ngôi làng ở biên địa. Những người làng hầu hạ vị tu khổ hạnh rất kính trọng vị ấy. Bồ Tát sống trong một gò mối tại cuối con đường đi kinh hành của vị tu hành. Sống tại đây, Bồ Tát hàng ngày hai ba lần đi đến vị tu khổ hạnh, nghe những lời liên hệ đến Pháp, liên hệ đến Nghĩa, và đảnh lễ vị tu khổ hạnh rồi đi về chú xứ của mình. Sau một thời gian, vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng biết mình sẽ ra đi. Khi vị tu khổ hạnh có giới đức này ra đi, một vị tu khổ hạnh giả dối đến ở tại am thất ấy. Bồ Tát suy nghĩ, đây là vị có giới hạnh, và cũng đi đến vị ấy với cách thức như trước một hôm, trong mùa nắng hạn, một cơn rông trái mùa khởi lên. Những con kiến mối từ những gò mối bò ra, và các con tắc kè cũng bò ra để ăn chúng. Những người trong làng đi ra bắt nhiều con tắc kè, nấu chúng, xào trộn chua ngọt, rồi cúng dường cho vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh ăn thịt tắc kè, tham đắm vị ngon, liền hỏi. Món thịt thật là ngon ngọt. Đó là thịt gì vậy? Khi được trả lời là thịt tắc kè. Vị ấy suy nghĩ, có con tắc kè lớn thường đến với ta, ta sẽ giết nó để ăn thịt. Nghĩ vậy, vị ấy đem lại song chảo để nấu, bơ chín, muối, vân vân, các món xa vị để chúng một bên, cầm một cái vồ lấy áo che lại rồi ngồi tại cửa chòi lá để chờ bồ tát đến với một dáng điệu hết sức an tịnh bồ tát đi ra suy nghĩ vào buổi chiều ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh khi đang đi đến bồ tát thấy sắc diện của người tu khổ hạnh này đổi khác liền suy nghĩ người tu khổ hạnh này ngồi với dáng điệu khác với ngày trước hôm nay vị ấy đang nhìn ta với cặp mắt như muốn nuốt sống ta và suy nghĩ ta sẽ bắt nó. Con tắc kè là hiện thân của Bồ Tát vì đứng trong gió dưới vị tu khổ hạnh, người được mùi thịt tắc kè, suy nghĩ. Người tu khổ hạnh dối trá này, hôm qua đã được ăn thịt tắc kè, bị trói buộc bởi lòng tham vị. Hôm nay, nó chờ ta đến gần để lấy vồ đánh ta nấu và ăn ta nghĩ vậy bồ tát không đi đến gần nó nữa và trở lui chỗ khác người tu khổ hạnh biết rằng bồ tát không tới nữa liền nghĩ chắc con tắc kè này biết ta muốn giết nó nên nó không đến nhưng dầu nó không đến làm sao nó thoát được nghĩ vậy vị ấy rút vồ và ném vào con tắc kè nhưng chỉ chúng cái chóp đuôi của con Tắc Kẻ. Bồ Tát chạy mau vào gò mối, thò đầu ra từ một lỗ khác và nói: "Này kẻ bệnh tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi vì ta nghĩ ngươi là kẻ có giới hạnh. Nay ta đã biết ngươi là kẻ giả dối. Một kẻ đại ăn cướp như ngươi thì xuất ra để làm gì?" sau khi chỉ trích người tu khổ hạnh ấy, Bồ Tát đọc bài kệ trong Pháp Cú 394. Kẻ ngu có ích gì? Bệnh tóc với da dê, nội tâm đầy phiền não, ngoài mặt đánh bóng xuông. Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khổ hạnh giả dối, Bồ Tát liền đi vào gò mối. Còn người tu khổ hạnh ác độc bỏ đi chỗ khác. Sau khi kể lại pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này. Người tu khổ hạnh có giấy đức trước là xá lợi phất. Và con tắc kẻ là ta vậy. 139 Chuyện Cả hai mặt thất bại. Tiền thân U Ba Tô Bát Tha Mắt hư, áo bị mất, vân vân. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, người ta nghe nói các tỷ kheo tại chánh Pháp Đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa, bị cháy hai đầu, ở giữa bị dính phân không thể dùng làm củi rừng cũng không thể dùng làm củi làng cũng vậy đề bà đạt đa được xuất ra trong giáo pháp dẫn đến giải thoát nhưng cả hai mặt đều thất bại cả hai mặt bị vứt bỏ đó là tài sản tại gia bị đoạn tận và sa môn hạnh không viên mãn trong lúc ấy bậc đạo sư đi đến và hỏi này các tỷ kheo, các ông nay đang ngồi họp và thảo luận vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, đề bà đạt đa không phải chỉ nay mới gặp thất bại cả hai mặt, thuở xưa cũng đã thất bại như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thủa xưa khi vua Datta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra là một thần cây. Lúc bấy giờ, tại một ngôi làng, những người câu cá đang sống. Có một người câu cá mang theo lưỡi câu, cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà các người trài lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu lưỡi câu mắc vào một khúc cây đang ẩn kín trong nước người đánh cá không thể kéo lưỡi câu lên anh ta suy nghĩ lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà báo cho mẹ nó biết nghĩ vậy anh ta nói với đứa con con thân hãy đi tin cho mẹ biết chúng ta câu được con cá lớn và nói với mẹ hãy tìm cách gây sự với hàng xóm để giữ họ ở nhà vì thế sẽ không ai đến đòi chia phần cá của ta cả đứa con ra đi còn anh ta ở lại kéo lưỡi câu nhưng vì sợ đứt dây bèn để áo ngoài trên bờ đi xuống nước vì say mê tìm bắt con cá nên anh ta va chạm vào khúc cây bị hư hai con mắt một tên ăn trộm lấy cắp cái áo anh ta để trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịt hai mắt mồ từ nước đi lên, run rẩy đi tìm cái áo. Trong lúc ấy, vợ anh ta hoanh hoang với ý định. Ta sẽ làm cho không một ai đến đòi chia phần. Nghĩ vậy, chị đeo một lá thốt nốt trên một tay, lấy lọ nồi bôi một con mắt ôm trong nách một con chó và đi đến gọi người hàng xóm một người bạn nói với chị chao ôi đeo lá thốt nốt vào tai của bạn bôi một con mắt ôm một con chó như đứa con thân yêu bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta bạn điên rồi sao ta không điên ngươi có lý do gì mà lại mắng ta nhiếc ta nay hãy đi đến thôn trường ta sẽ làm cho ngươi bị phạt tám đồng tiền vì tội mắng nhiếc ta sau khi cãi vã như vậy cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng nhưng sau khi cuộc cãi vã được giải quyết thì chính vợ người đánh cá bị phạt người ta trói và đánh chị để đòi chị trả tiền phạt khi vị thần cây thấy sự việc xảy ra cho vợ người đánh cá ở làng và sự bất hạnh xảy ra cho người đánh cá ở trong rừng vừa đứng ở trên nhánh chĩa ba của thân cây vị thần cây vừa nói này bạn câu cá ơi việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn cả hai đều thất bại nói vậy xong vị thần đọc bài kệ mắt mồ áo bị mất, cãi vã, vợ bị đánh. Hai việc đều hư hỏng, dưới nước và trên cạn. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau. thuở ấy, người câu cá là đề bà Đạt Đa, còn vị thần là ta vậy. 140. Chuyện con quạ. Tiền thân ca ca. Tâm thường bị chấn động. Vân vân. Câu chuyện này khi ở tại kỳ viên. Bậc đạo sư kể về một vị sư trưởng có danh. Các chi tiết của chuyện sẽ được kể trong chương 11. Ở tiền thân Bát Đa Sa La. Số 465. Thủa xưa khi vua brahma trị vì ở ba la nại bồ tát xanh làm con quạ một hôm vị cố vấn tế tự của vua đi tắm trong một con sông ở ngoại thành sau đó thoa nước thơm đeo vòng hoa mặc áo đẹp rồi đi vào thành có hai con quạ đang đậu trên lầu cạnh cửa thành một con nói với con kia này bạn tôi sẽ đi đại tiện trên đầu người bà la môn này con kia can chớ làm như vậy vị bà la môn này có quyền thế chúng ta không nên gây hận thù với người có quyền thế người này phẫn nộ có thể sát hại tất cả loài quạ nhưng nó cương quyết tôi không thể không làm được nếu không nghe tôi rồi bạn sẽ được nếm mùi Nói vậy xong, con quả kia bay đi. Khi người bà La Môn đi đến dưới lầu canh, con quả làm rơi phân trên đầu ông như làm rơi một chàng hoa. Vị bà La Môn phẫn nộ và nuôi lòng hận thù với loài quả. Lúc bấy giờ, một nữ tỳ được thuê để đập và phơi lúa giữa nắng. Tại cửa này, nó ngồi để giữ lúa rồi ngủ gật biết nó không để ý một con dê lông dài đi đến ăn lúa người nữ tỳ thức dậy thấy con dê bèn đuổi đi lần thứ hai lần thứ ba khi người nữ tỳ đang ngủ như vậy con dê lại đến ăn lúa người nữ tỳ sau ba lần đuổi con dê suy nghĩ con vật này tiếp tục ăn ăn hết nửa phần lúa sẽ thiệt hại nhiều cho ta nay ta sẽ chặn con dê đến ăn lúa. Nó đứng dậy, lấy que lửa đánh con dê. Lông con dê bắt lửa. Con vật với thân bị cháy, chạy thật mau đến một kho chứa cỏ, gần một chuồng voi để dập tắt lửa. Và trà thân vào kho chứa cỏ, làm cho kho cỏ cháy lên. Và từ đó, bắt cháy qua chuồng voi. Khi chuồng voi bị cháy lưng voi bị cháy và nhiều con voi bị vết thương ở thân các thầy thuốc voi không thể nào chữa các con voi lành bệnh báo cho vua biết vua hỏi vị cố vấn tế tự này sư trưởng các thầy thuốc không thể chữa trị các con voi lành bệnh khanh có biết thứ thuốc nào không thưa đại vương thần biết cần lấy thuốc gì Thưa Đại Vương, cần lấy mỡ quả. Vua nói, vậy hãy giết quả và đem mỡ quả lại. Từ đấy trở đi, họ giết các con quả, nhưng không tìm được mỡ. Tại chỗ này, chỗ khác, họ chất thay quả thành đống. Một nỗi sợ hãi lớn khởi lên trong loài quả. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sống với 80.000 con quả vây quanh, tại một khu rừng lớn dùng làm bãi tha ma một con quạ đến báo cho bồ tát biết về sự sợ hãi khởi lên cho loài quạ bồ tát suy nghĩ ngoài ta ra không có một ai có thể giải tỏa sự sợ hãi khởi lên cho bà con ta ta sẽ giải tỏa sự sợ hãi khủng khiếp ấy rồi bồ tát hướng niệm mười ba la mật đề cao lòng từ ba la mật, bay một mạch đến cung vua, vào cửa sổ mở lớn và đến núp dưới chiếc ngai của vua. Lúc bấy giờ, một người muốn bắt con quạ, nhưng vua vừa đi vào cung ngăn anh ta lại. Bậc đại sĩ nghỉ mệt một lát, rồi niệm lòng từ ba la mật, và từ dưới chiếc ngai đi ra, thưa với vua. Tâu Đại Vương Một vị vua trị vì quốc độ Không nên đi theo các dục Vân vân Khi cần làm việc gì Phải quan sát Và rõ biết toàn bộ vấn đề Rồi mới làm Nếu vị vua làm một việc Không có kết quả Thì không nên làm Vì công việc ấy đưa đến sợ hãi Hoặc chết chóc cho mọi loài Vị cố vấn tế tự Bị hận thù xúi dục đã nói láo vì các con quạ không có mỡ khi nghe nói vậy vua rất bằng lòng với bồ tát cho bồ tát ngồi trên ghế bằng vàng tại đấy bồ tát được xoa đôi cánh với những loại dầu được nấu trăm lần ngàn lần rồi cho bồ tát ăn các món thịt ngon dành cho vua được đựng trong các bát đĩa bằng vàng sau khi cho bồ tát uống nước để được an lạc vua nói với bậc đại sĩ thưa bậc hiền trí ngài nói các loài quạ không có mỡ vì lý do gì chúng không có mỡ bồ tát nói vì lý do sau đây với tiếng nói lớn vang dậy cả cung điện bồ tát thuyết pháp qua bài kệ này tâm thường bị chấn động bị thế giới làm hại Do vậy, không có mỡ. Bà con quả chúng tôi. Như vậy, sau khi nói lên lý do này, bậc đại sĩ dạy vua như sau. Thưa đại vương, các vị vua chớ làm những việc gì mà không quan sát, không biết rõ toàn bộ vấn đề. Nhà vua với tâm tư thỏa mãn, cúng dường Bồ Tát cả vương quốc. Nhưng Bồ Tát không nhận vương quốc của vua. Dạy vua giữ năm giới và xin vua chớ làm cho mọi loài chúng sanh sợ hãi. Vua xúc động trước những lời này nên ban lệnh tha chết cho mọi loài. Và đặc biệt, vua thường xuyên bố thí cho các loài quả. Mỗi ngày, vua bảo nấu sáu đấu gạo rồi nêm gia vị thơm ngon và bố thí cho bầy quả riêng bậc đại sĩ được ban các thứ đồ ăn chỉ mình vua dùng sau khi kể pháp thoại này xong bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau lúc bấy giờ vua ba la nại là ananda và vua loài quạ là ta vậy